Chị Lan trân trọng giới thiệu đến tất cả quý khách cặp Queen Mindset bằng vàng nguyên khối AU750 và đến kim cương thiên nhiên. Đây là mẫu Queen Mindset có mặt hình chữ nhật và bên trong có logo vương miện, logo biểu trưng của sự sang trọng, cao quý và đẳng cấp. Thì mẫu này đang rất là thịnh hành và bestseller tại Kỳ Lân Luxury. Đối với mẫu này thì Kỳ Lân có thực hiện theo cầu, ví dụ như khách thích kiểu này nhưng mà muốn cái biểu tượng logo thành là logo theo ý mình, hoặc là logo công ty, hoặc là bất kỳ cái biểu tượng nào mà quý khách muốn thì Kỳ Lân sẽ là người thực hiện design thiết kế và hoàn thiện sản phẩm hoàn hảo như vậy để bàn giao cho tất cả các khách bằng vàng nguyên khối AU750 và đến kim cương thiên nhiên. Về phần mặt chính diện thì đây là loại kiểu hình chữ nhật và bên trong là có logo vương miện và có đến 3 viên kim cương. Dưới nền logo vương miện là một nền màu đen. Cách sử dụng của Queen Mindset này rất đơn giản. Để tháo ra thì chúng ta sẽ mặc cái chốt này lên vị trí đứng thẳng. Sau đó thẳng trục rồi thì chúng ta rút cái phần mặt chính diện ra. Lúc này đặt được hai chiều, 360 độ hai chiều. Cái chốt này để chúng ta xỏ vào lỗ của tay áo. Khi chúng ta xỏ vào xong thì chúng ta sẽ bật cái chốt này lên, cài lại. Và bây giờ Kỳ Lân sẽ thực hiện lại. Rất đơn giản, chúng ta xỏ vào 4 cái lỗ trên cái cổ tay áo. Một lỗ, hai lỗ, hai lỗ bên kia. Khi xỏ vào 4 lỗ của cổ tay áo xong rồi chúng ta chỉ việc đặt cái chốt này lại, sẽ không bao giờ rớt. Trọng lượng của cặp khuyên sách này không đã là tương đương tầm 7 chỉ rồi. Ở đây có một cái điểm nhấn trên cái áo Kỳ Lân đang sử dụng, đó là có một cái nút bằng vàng và đến viên kim cương tròn ở giữa, xung quanh cái viên tròn ngoài là full kim cương. Vâng, và video đến đây sẽ được phép kết thúc. Kỳ Lân trân trọng cảm ơn tất cả quý khách quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury, và Kỳ Lân chúc tất cả quý khách sẽ xem và chọn được những sản phẩm sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu tại Kỳ Lân Luxury. Hãy follow Kỳ Lân Luxury để theo dõi, để xem những video hay nhất, những sản phẩm mới nhất tại đây. Kỳ Lân Luxury chuyên sản phẩm đẳng cấp chính hãng. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Kỳ Lân hotline 0901 247 247. Sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.